chúng ta học bài luyện tập chung 148. Bài 1, tính rồi thử lại. Ý A. Nghìn 269 cộng 27.485 bằng 9 cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1. 6 cộng 8 bằng 14 thêm 1 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. 5 cộng 7 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6. 62.754. Bây giờ muốn thử lại phép tính này. Thử lại phép tính cộng thì ta sẽ làm như nào? Để thử lại phép tính cộng thì ta sẽ lấy tổng trừ đi một số hạng và được số hạng còn lại thì phép tính cộng này đúng. Ta sẽ lấy sáu mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi bốn trừ đi số hạng là số hạng này chẳng hạn 27.485. Nếu kết quả nó bằng số hạng 35.569 thì kết quả phép tính cộng kia là đúng. Ta sẽ trừ 62.754 trừ 27.485. 4 không trừ 5 lấy 14 trừ 5 bằng 9 viết 9 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 15 trừ 9 bằng 6 viết 6 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 7 trừ 5 bằng 2 viết 2. 12 trừ 7 bằng 5 viết 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3 viết 3. 35.269. Vậy là bằng cái thừa số còn lại, bằng cái số hạng còn lại. Ý B. Ý A còn một ý nữa. Ý thứ hai của ý A. 80.326 trừ 45.719 bằng 16 trừ 9 bằng 7 viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0 viết 0. 13 trừ 7 bằng 6 viết 6 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. 10 trừ 6 bằng 4 viết 4 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 8 trừ 5 bằng 3. 34.607. Thử lại phép cộng thử lại phép trừ, ta sẽ lấy, đây là số bị trừ, số trừ hiệu, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Nếu kết quả ra bằng số bị trừ thì phép tính trừ trên là đúng. Ta sẽ thử 34.607 cộng 45.719. 7 cộng 9 16 6 nhớ 1. 1 cộng 0 cộng 1 bằng 1 thêm 1 bằng 2 viết 2. 6 cộng 7 13 viết 3 nhớ 1. 4 cộng 5 bằng 9 thêm 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 80.326. Thế là bằng số bị trừ chưa? Rồi. Ý B. Bốn mươi tám nghìn bảy trăm chín mươi sáu cộng 63.584 sáu cộng bốn bằng 10 không nhớ 1. 9 cộng 7 8 bằng 17 thêm 1 là 18 viết 8 nhớ 1. 7 cộng 5 bằng 12 thêm 1 bằng 13 viết 3 nhớ 1. 8 cộng
3 bằng 11, thêm 1 bằng 12, vết 2, nhớ 1. 6 cộng 4, 4 cộng 6 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 11. Bằng 112.380. Thử lại phép cộng này thay thế tổng. Trừ đi một số hạng. Số đầu tiên là hạng 48.796 chẳng hạn. Nó sẽ ra kết quả bằng cái số hạng thứ hai này thì nó đúng. Ta đấy, ta trừ đi 48.796. Không, không trừ được 6 lấy 10, trừ 6 bằng 4 viết 4 nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10. 18 trừ đi 10 bằng 8 viết 8 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 13 trừ 8 bằng 5 viết 5 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 12 trừ 9 bằng 3 viết 3 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 11 trừ 5 bằng 6, 6 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0. 63.584. Vậy là bằng thừa số thứ hai, đúng. Đi cuối cùng. 1.000, 10.000 trừ 8.989. Không, không trừ được 9 lấy 10 trừ 9 bằng 1 viết 1 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. Không, không trừ được 9 lại lấy 10 trừ 9 bằng 1 viết 1 nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10. 10 trừ 10 bằng 0 viết 0 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 10 trừ 9 bằng 1 viết 1 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0. Bằng 1.011. Thử lại phép tính trừ này, ta sẽ làm phép tính cộng. Lấy hiệu cộng với lại số trừ là 8.989. Kết quả ra bằng số bị trừ thì nó đúng. Một cộng 9 bằng 10 với 0 nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9 thêm 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 9 cộng 0 bằng 9 thêm 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9 thêm 1 bằng 10 viết 10. Và bằng 10.000. Bài số 2. Tính giá trị của biểu thức. Năm trăm bảy mươi trừ 225 trừ 167 cộng 67 chúng ta thấy biểu thức này chỉ có dấu trừ và dấu cộng nên ta sẽ thực hiện thứ tự phép tính từ trái sang phải. Số 3. Ta sẽ thực hiện phép tính trừ lên trước. 570 trừ 225. 10 trừ 5 bằng 5 viết 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 7 trừ 3 bằng 4 viết 4. 5 trừ 2 bằng 3 viết 3. Bằng 345. Tiếp theo ta trừ đi 167 lại cộng với 67 tiếp. Và đây ta sẽ thực hiện phép tính trừ này nữa. Tiếp tục thực hiện phép tính trừ này. Bằng 345 trừ 167 15 trừ 7 bằng 8 viết 8 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. 14 trừ 7 bằng 7 viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1 viết 1. Nó sẽ bằng 178 và cộng với lại 68.
bằng 8 cộng 8 16 với 6 nhớ 1. 7 cộng 6 bằng 13, thêm 1 bằng 14 với 4 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2. 6 chỗ này bằng cộng với 67, 68. 67 chỗ này. Bảy cộng 8 15 viết 5 nhớ 1. 7 cộng 6 13 thêm 1 14 viết 4 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2. 245. 2 thứ 2. Chúng ta thấy biểu thức này cũng có dấu nhân và chia. Chỉ có nhân chia, ta sẽ thực hiện từ trái qua phải. Như vậy ta thực hiện thuyết thứ nhân này trước, 168 nhân 2 trước. 2 nhân 8 16 6 nhớ 1. 2 nhân 6 bằng 2 12, thêm 1 bằng 13 viết 3 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3. 336. Nhân 2 chia 6 nhân 4. Ồ. Chia 6 này. Đầu bài viết sai. Chia 6 nhân 4 bằng 336 và ta sẽ chia cho 6 nhân 4 bằng. Tiếp tục ta sẽ lấy 336 chia 6 trước. 33 chia 6 được 5. 5 x 6 bằng 30, 33 trừ 30 bằng 3. Hạ 6. Được 36, 36 chia 6 bằng 6. 6 x 6 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0. Vậy bằng 56. Ta nhân với 4 tiếp. Và bằng 56 ta nhân 4. 46 24 với 4 như 2. 45 20 thêm 2 là 22. Bằng 224. B. 468 chia 6 cộng 61 nhân 2. Trong biểu thức này có dấu cộng trừ nhân chia. Đúng không? Cộng nhân chia ta sẽ thực hiện nhân và chia trước cộng sau. Ta thực hiện hai phép tính nhân chia là trước. Rồi ta cộng kết quả nói với nhau. Ta lấy 468 chia 6. 46 chia 6 được 7. 7 x 6 42, 46 trừ 42 là 4, hạ 8. 48 chia 6 được 8, 86 48, 48 trừ 48 bằng 0. Vậy thì chỗ này chia cho 6 bằng 78. Bên này ta lấy 61 x 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 6 bằng 12, bằng 122. Ta sẽ cộng vào 78 cộng 122. 8 cộng 2 bằng 10 với 0 nhớ 1. 7 cộng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 2. Bằng 200. Ý thứ 2. 5.625 trừ 5.000 chia cho mở ngoặc 726 chia 6 trừ 113. Bằng. Biểu thức này có dấu ngoặc, ta phải thực hiện trong ngoặc trước. Như vậy 5.625 trừ đi 5.000 chia, ta giữ nguyên. Ta thực hiện trong ngoặc trước. Trong ngoặc thì lại có dấu chia và dấu trừ, nên ta thực hiện dấu chia trước. Chia lấy 726 chia 6. 7 chia 6 được 1, 16 là 6. 7 trừ 6 được 1, hạ 2. Được 12 chia 6 được 2. 26 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, hạ 6. 6 chia 6 được 1, 1 x 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. 726 chia 6 bằng 121 trừ 113 bằng 5.625 trừ 500 chia. Bây giờ ta sẽ thực hiện phép tính trừ trong ngoặc này.
11 trừ 3 bằng 8 với 8 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, 1 trừ 1 bằng 0, nó sẽ bằng 8. Bây giờ ta lại thấy là trong biểu thức lại có dấu trừ và chia. Ta sẽ thực hiện chia trước. Bằng 5625 trừ đi, ta chia kết quả này ra bằng bao nhiêu? 5000 chia 8. À 500 chia 8. À 5000 chứ 5000 biết thiếu đấy. 5000 chia 8. 50 chia 8 được 6. 68 48 50 trừ 48 bằng 2. Hạ 0. 20 chia 8 được 2. 26 8 16, 20 trừ đi 16 bằng 4. Hạ 0. 40 chia 8 được 5. 5 8 40 40 trừ 40 bằng 0. Bằng 625. Và ta sẽ thực hiện phép trừ đi ra kết quả. 5625 trừ 625 bằng 5000. Tính nhầm được. Bài số 3 là tính bằng cách thuận tiện nhất. Ý A. 98 cộng 3 cộng 97 cộng 2. Ta thấy 98 cộng 2 nó sẽ bằng 100. Cộng 3 nó sẽ bằng 100. Vậy ta nhóm với nhau. Ta nhóm 98 cộng 2 cộng với 97 cộng 3 sẽ bằng 100 cộng 100 bằng 200. Ý thứ 2. 56 cộng 399 cộng 1 cộng 4. Ta cũng thấy 399 cộng 1 sẽ bằng 400. 56 cộng 4 nó sẽ bằng 60. Và ta sẽ nhóm 56 cộng 4 trước. Rồi cộng với 999 à 399 cộng 1 sẽ bằng 56 cộng 4 sẽ bằng 60. Cộng với 399 cộng 1 là 400. Tính nhầm được, 400 cộng 60 là 460. B. 364 cộng 136 cộng 219 cộng 181 bằng. Ta nhìn các chữ số hàng đơn vị của nó, ta thấy 9 cộng 1 nó sẽ bằng số tròn trục là 10, 4 cộng 6 nó là số tròn trục là 10. Vậy ta sẽ nhóm 346 à 364 với lại 136 cộng với lại 219 sẽ cộng với 181 bằng. 4 cộng 6 bằng 10 với 0 nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9 thêm 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5. Cộng với cái này. 9 cộng 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9 thêm 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4. Sẽ bằng 900. Chúng ta lại thấy, nhìn vào cái hàng đơn vị của các số 8 cộng 2 sẽ bằng 10, 7 cộng 3 sẽ bằng 10. Vậy ta sẽ nhóm số 178 với 422. Rồi mới cộng với 277 cộng 123, ta nhóm với nhau. Vâng. Tám cộng hai bằng 10 với 0 nhớ 1. 7 cộng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5 thêm 1 bằng 6. 600 cộng 277
1, 2, 3. 7 cộng 3 bằng 10 với 0 nhớ 1. 7 cộng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10 với 0 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4. Bằng 1.000. Chúng ta sẽ làm bài số 4. Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120 lít. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước? Đây chính là bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Hai thùng chứa được 600 lít, có nghĩa là đây là chính là tổng, đúng không? Tổng số lít nước của hai thùng đây là tổng. Và thùng bé ít hơn thùng to, có nghĩa là thùng to trừ thùng bé thì sẽ bằng 120 lít, đây chính là hiệu của hai số. Đúng không? Thùng to cộng thùng bé là 600 lít, thùng to trừ thùng bé bằng 120 lít. Đây chính là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Ta sẽ làm bài toán. Như sau. Ta có sơ đồ. Thùng bé và thùng to, ta có thùng to này. Thùng bé này. Ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị số nước ở thùng to. Và số nước ở thùng to này là chưa biết, ta phải tìm đúng không? Và số nước ở thùng bé ít hơn ở thùng to, như vậy thì ta sẽ vẽ thùng bé một đoạn ngắn hơn. Ví dụ đến đây chẳng hạn. Và cái đoạn này. Đoạn này chính là đoạn thùng to hơn thùng bé, chính là hiệu hai số là 120 lít. Và người ta cho biết cả hai thùng chứa được 600 lít chính là tổng. Ta ngoặc tất cả vào là 600 lít nước. Đấy. Bây giờ bài toán tìm thùng to bao nhiêu lít, thùng bé bao nhiêu lít. Vậy ta sẽ hỏi chấm lít nước ở chỗ thùng to này. Thùng bé cũng vậy. Đang phải tìm. Ta sẽ hỏi chấm ở đây, lít nước. Bao nhiêu lít nước? Ta có thể tìm thùng to trước hoặc thùng bé trước đều được. Ở đây ta sẽ tìm thùng bé trước chẳng hạn. Thùng bé tương ứng với số bé. Vì ít hơn, nó tương ứng với số bé. Muốn tìm số bé, ta sẽ lấy tổng trừ hiệu chia 2. Còn nếu như chúng ta tìm số thùng lớn, số lít nước ở thùng lớn trước, thùng to trước thì ta sẽ lấy tổng cộng hiệu chia 2. Bây giờ ta sẽ tìm số nước ở thùng bé trước. Số lít nước trong thùng bé là tổng là 600, trừ hiệu là 120. Chia 2 bằng.
0 trừ 0 bằng 0, 10 trừ 2 bằng 8 với 8 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4. 480 ta chia cho 2. 4 chia 2 được 2, 2 2 là 4, 4 trừ 4 bằng 0, hạ 8. 8 chia 2 được 4. 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, hạ 0. 0 chia 2 được 0. 0 nhân 2 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0 bằng 240. 240 lít. Ta sẽ tìm số nước ở thùng to. Thùng to hơn thùng bé. Thùng bé ít hơn thùng to 120 lít, có nghĩa thùng to nhiều hơn thùng bé 120 lít. Nhìn sơ đồ thấy thùng to thì nhiều hơn thùng bé 120 lít. Vậy ta thấy lấy số lít nước ở thùng bé là 240 cộng với 120 sẽ bằng 0 cộng 0 bằng 0, 4 cộng 2 bằng 6, 2 cộng 1 bằng 3, 360 lít. Đáp số thùng bé 240 lít nước. Thùng to. Lít nước. Bài số 5. Tìm x ý a. X nhân 2 bằng 10. Bx chia 6 bằng 5. X ở đây là thừa số, 2 là thừa số, 10 là tích. Muốn tìm một thừa số ta sẽ lấy tích chia cho thừa số kia. Ở đây tích là 10, thừa số kia là 2, vậy lấy 10 chia 2 và x sẽ bằng 10 chia 2 là 5. Bên này x là số bị chia, 6 là số chia, 5 là thương. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Thương là 5 nhân số chia là 6. Và x sẽ bằng 30.